Bác dậy chưa? Rồi. Đi đánh răng rửa mặt lên lên em để anh mình lên đường đi. Sau đằng trước anh là cứ đằng sau cho nó. Đây là ở đâu chú nhỉ? Đây lên gần chỗ rồi. Gần chỗ nhưng mà đây là thuộc đất Lục Nam đúng không chú? Đây không Lục Nam đằng kia. Lục Nam nó đi đằng kia, đây gọi gì chú không nắm rồi. À thế gần vâng. Chỗ rồi. Vâng. Wow. Trời to. Để anh ôm không? Ôm. Hết cây. Chỉ có cái rừng. Bây giờ là 6 giờ 17 phút các bạn ạ. Mình chào tất cả các bạn nhé. Vậy là hôm nay chính thức anh em mình lên đường đi bắt công giống. Thì có nhờ chú chở xe anh em mình đi đây. Thì bây giờ là anh em mình đang có mặt ở khu vực gì chú vừa nói mình quên rồi. Tranh thủ anh em ăn sáng một chút. Hôm nay có Phó Cả Long đi làm cameraman giúp mình. Đấy. Để anh em vào ăn sáng cái đã. Yeah. Chào cô nhá. Chú mấy anh ăn gì à? Cho bát vừa bún. Cô cho cháu 3 bát bún nhé. Thì ăn cái gì thì chú bún gì? Bún chả. Bún chả vâng. Cho cháu 3 bún chả cô nhá. Dạ vâng. Ngồi ở đây đi, ngồi đây cho nó thoáng đi. Chặng đường còn khá dài nữa các bạn ạ, 47 km nữa mới tới nơi. Bây giờ là mình đang ở khu vực cây xăng Kim. Cây xăng Kim là hình như là vẫn ở Lục Ngạn hay sao mình không biết nữa. Ở Kim là thuộc Lục Ngạn rồi chú nhỉ? Đang ở quốc lộ 31. Bây giờ là chúng ta đang cách cái địa điểm mà bắt công của mình tầm nó khoảng hơn chục cây số nữa thôi. Lên đến trên này thì có vẻ là thời tiết nó lạnh lạnh hơn một tí các bạn ạ. Không biết là có phải là càng lên cao thời tiết càng lạnh hay là do cái thời tiết mà nó đang thay đổi thì mình cũng không rõ lắm. Thế nhưng mà mình thò tay ra ngoài này này, cảm giác nó rất chỉ là rét, rét hơn ở dưới xuôi mình ấy. Và cái thứ hai nữa là sương mù ở trên này càng ngày càng dày đặc hơn ấy. Cảnh này mà có flycam mà bay thử trên cao quay thì đẹp lắm các bạn nhỉ. Đấy. Lên trên này thì chúng ta là thuộc đất của người dân trồng vải rồi. Khu vực mà chuyên trồng vải. Wow. Thôi mình cho máy quay vào đây không đi. Va chạm vào cành cây nó này à. Kẻ gấp lại mất tích. Gần đến nơi rồi, tầm khoảng chục cây nữa, hơn chục cây một tí thôi. Ma thật. Hình như lên trên này là nó lạnh hơn đấy. Trong lành, sương mù ngày càng mù. Sương mù ngày càng mù. Ui. Ui, đây là sông gì chú nhỉ? Sông, sông,
Sông Kỳ Cung. Sông Kỳ Cung ở trên Lạng Sơn. Không biết thì cứ nói thế. Sông gì An Châu hả? Vâng. Thì mình cứ đi đến đoạn thì là đến cùng đoạn cùng thì mới có là sông Kỳ Cung. Sông Kỳ Cung. Đúng là ở trong tỉnh Bắc Giang mình thật các bạn, nhưng mà mình đi xa nhất ở trong tỉnh này chỉ đến thị trấn Chũ thôi, còn chưa bao giờ mình lên đến trên Sơn Động này. Có, tức là trên này có sơn nhưng mà nó là hơi động đấy. Ở đây thì gọi là Sơn Động. Vào trong chỗ khe thổ này đẹp không? À thế ạ, vâng. Vào trong đó có để xe điện thoại đi bộ sơn xe quay dưới nước. Vâng. Có sông dòng mua hàng ra lên đó. Nhớ những cái năm mà mình ở trên Lục Ngạn nhỉ, nó cũng nhiều cây như thế này này, nhưng mà rừng nguyên sinh bây giờ vẫn còn cơ. Cái năm bây giờ năm 2003-2004 nhỉ? 2003 anh em mình đi lên trên đây ở mấy tháng rồi. Nhưng bây giờ đi ở này, bây giờ chúng gọi là tưởng tượng là rồi là gọi là con đường xưa anh đi đấy. Đây này các bạn này, ra đoạn này mới đẹp này. Ui, đoạn này phê này. Đấy, non núi hùng vĩ luôn. Rừng núi giang tay lôi lại biên dương. Long hấp, độ hấp của long nó lên. Ui ôi, dưới kia kìa, đá sỏi kìa. Ủa đấy là chú chốc xuống nhấc lên con đá về để làm con non bộ. Khá vi, làm non bộ. Đấy, lúc cần thích thế thì phải đi mua như là chú cho mua 8.000 một cân đá, chú bảo khủng khiếp rồi nào. Đấy. Đấy lên trên này đánh ô tô như lần trước này, làm ô tô và những cái dòng sông này nếu mà mưa to lũ quét là nó chảy mạnh lắm, mày nhìn cái đá này biết rồi. Đây là đường xuống dưới sông các bạn ạ. Quay đoạn này là đoạn nào? Qua đập tràn. À, qua cái đập tràn. Qua cái đập tràn. Chỗ nhà quê nhà vợ chạy ra đây thì là cái đập tràn tay cổng. Vâng. Đập tràn nhà nó kẹp. Đập tràn này. Đây là nếu mình không nhầm thì trước mặt đây rồi. Nhà này rồi. Trăm trăm nhà. Đấy, nghe tiếng kêu đấy. Đấy đấy đấy. Đấy nhà này. Kêu rất chi là ồn. Nhìn quê quê nhà này. Đúng rồi, chính xác rồi đấy. Có khả năng là chú cứ cho xe lên trên chỗ cổng nhỉ, lên tận sân đi. Lên tận sân này. Không có nhà nào lại nên đánh cho bảo vệ. Không không, phải đấy, đây này. Cháu xem trong ảnh chụp thì đây rồi. Đây đây này. Báo chó chạy ra. Giờ có nhân nữa thôi bạn nhà, đừng đánh cho cháu nhỉ. Giờ ai ai. Vậy là mình đã đến nơi rồi các bạn ạ. Thế để bây giờ mình điện cho cậu ấy nhé. Không thấy ai ra nhỉ? Đây. Ở đi đâu hết nhỉ? Ui, đồi cao thế. Ôi giời. Vâng, có cả chị đấy chú. Chú nuôi hai con, ông đang mọc cườm. À dạ. À em à? Ờ, chào em nhé. Rất chi là vui được gặp em. Hôm nay anh nên anh bắt công. Vâng ạ. Ờ. À, đây là cái cậu mà mình đặt mua công giống của cậu đấy các bạn ạ. Thì đâu cái khu vực chuồng công em bắt công của anh để đâu em nhỉ? Đây, để đây. À đây. Đây là cái con bảy màu của anh đây à? Đây là con ngũ sắc. À, con ngũ sắc của anh đây à? Còn đây là cái con mái trắng. Ờ. À, các bạn ạ, như hôm qua ấy, em có nhắn tin với mình bảo là đầu tiên là mình tính bắt 3 con ấy, thì nhưng mà có một con là nó ăn kém hơn, thì em bảo là để hôm nào lên bắt cả 3 thì để cho con kia được khỏe. Thế nhưng mà thứ nhất là mình cũng nóng vội, thứ hai nữa là bảo em bảo là nếu mà hôm nay chỉ có 2 con khỏe thôi thì tạm thời mình bắt đến 2 con trước đã. Thì là đây nó đây này các bạn này. Đấy. Chính là 2 em nó đấy. Cái con ngũ sắc này là con trống đúng không em nhỉ? Con trống, còn đấy con trắng kia là con mái. À gì nhỉ, tiện thể anh em mình cho anh đi tham quan cái khu vực nhà mình tí nhỉ.
Ở với bên này thì là tuổi của nó thế nào em? Hay vẫn như thế à? À đằng này là 5 năm tuổi à? Đây là 5 năm rồi cơ. Thế là hàng này của em là đang sinh sản rồi đúng không? Cái con trắng kia là con mái à? Con trắng là con mái, còn con đuôi dài là con trống. Con đuôi dài là con trống. À, cửa vào đấy được em. Đây, để mình vào cho các bạn xem là một cái con công trắng trống mà nó trưởng thành nó như nào này. À, nó cũng ăn cám bình thường đúng không? Đây cái thức ăn của nó đây này. À, cám gà và ngô. Ngô sắn. Ngô sắn rồi. Hôm qua cháu cũng mua ngô rồi, cháu mua ngô nghiền rồi. Đây này, đấy. Con ngũ sắc, một con trống này cõng ba con mái. Ái già. Ờ nó phải như thế hợp lý nhỉ. Như thế này thì che chắn cũng không cần phải cao quá đâu nhỉ chú nhỉ. Ở trên này chứ nếu ở dưới mình mà cái mái này vào mùa hè nóng lắm chú nhỉ đúng không? Ở trên này có vẻ là nó còn nhiều cây cối nó mát. Em mà chú mà nuôi vào chuồng cũng nuôi được. Thôi em không nuôi được, phải nuôi dưới đất. Vâng. Như cái chuồng của anh thì chắc em cũng nhìn thấy rồi đúng không? Khá chứ là cao ấy nhỉ. Cao. Chuồng của anh là đẹp rồi. Ừ. Nhưng mà anh cũng để thông thống như thế này này. Còn cái bờ tường này anh không có xây cao như của em. Bờ tường này của anh hơi thấp. Đấy. Anh còn tính nuôi cả chim nhỏ nữa. Cho nên là anh rào cái lưới này này. Anh không rào B40. Còn nếu không anh độc nuôi công không, anh rào B40 thì nó hợp lý hơn. Uầy. Chứng tỏ nó cũng lành chứ nhỉ em nhỉ. À lành chứ. Tính múa bây giờ. Múa cái xem nào. Ai. Còn bên này là công xanh. Nói chung là chuồng trại của em thì cũng không phải là quá cầu kỳ lắm đâu nhỉ. Cũng đơn giản thôi. Ở trên này thôi chứ còn ở dưới anh mà thế này thì nó hót cả chuồng lẫn chim. Cái loại này nó có bay được không hả em? Bay được á? Công sáng này không bằng công đẹp bằng công trắng đâu mà đâu nhỉ. Vâng. Nhưng mà cái công ngũ sắc ấy nó mới đẹp ruộng. Công này gì? Cái công ngũ sắc kia kìa. Đấy, hai con mái ở dưới tường này. Đấy. À, công ấy nụ rơn nhỉ. Vâng. Cái công đấy là công đột biến. Công đấy là mái. Vâng. Con trống của nó thì cũng đẹp lắm. Đấy chứ mấy triệu một con đấy gì? Đấy là cháu mua con non, còn đây là con già rồi. Đây là con già. Vâng. Không có gì là cầu kỳ đâu. Nó đẻ. Vâng, nó đẻ như gà ấy chứ. Sao nó nào ấp cái gì ấp cho? Mình phải ấp máy. Máy đâu mà ấp. Cái máy có 300.000 đi chú. Máy ấp à? Vâng. Cái màu trời này con mái xong đuôi nó có dài nhỉ? Con công mái nó chỉ thế thôi chú. Đấy nó già rồi đấy. Ừ, nó chỉ nó già rồi. Nó chỉ như thế thôi. Con trống là đuôi dài. Uầy, nó đứng lên cây nhìn đẹp không này. Uầy. Thế này cậu ấy cũng làm cái cành cây nó cũng thấp chứ không phải là quá cao đâu các bạn ạ. À. Đây nó cũng tầm cái cành cây mà nhà mình đang làm cho cái chuồng công này. Thế này thì chắc về mình không cần phải nâng lên nữa đâu. Quái già già. Ui. Đẹp thật. Cái con trắng này mình kết rồi đấy. Mà con trắng không? À, nhưng con này con già rồi chú ạ. Con này con già rồi nhiều tiền lắm. Còn cái khu vực mà nuôi gì nhỉ? Nuôi chĩ bảy màu. Vâng, ở dưới này. Ở dưới này. Với lại gì nhỉ? Vịt uyên ương nhà mình nữa. Vịt uyên ương em gửi đi rồi. À gửi đi hết rồi, không còn con nào ở nhà? Không anh ạ, em gửi đi được, gửi đi cho người ta mượn làm giống. À thế ạ, ừ. Những quanh sông quanh đây thì có bảy màu xanh và bảy màu vàng. Bên này là bảy màu xanh này các bạn này. Nó rất dài. Bảy màu xanh đây là một trống và hai mái. Ở đây là toàn những cái đôi mà em đang nuôi sinh sản rồi chứ em? Vâng ạ, toàn nuôi sinh sản. Ừ. Còn bên này là
Bên này là 7 màu vàng hay sao ấy. Nó không có đỏ đỏ nhỉ. Chỉ 7 màu vàng. Bên kia là xanh, bên này là vàng. À, đây là chị Chỉ. Vâng. Là chị. Chị ạ. Sao chú đóng cửa vào trong ấy nhá. Còn bên này vẫn thế, bên này vẫn là chị này. Còn ở bên này. Bên này cũng là công. Ui. Bên này là một con công xanh và hai con công mái. Đấy là công nó cứ đi theo ở hai mái một trống này là đẹp các bạn này. Mình cũng tính mua như thế. Thế nhưng hôm nay em bảo một con nó bị kém. Ừ. Vâng, để cháu hỏi họ. À, nó ăn chuối, nó ăn chuối. Dạ. Ăn chuối. Cháu biết chứ, con gọi cháu lấy hai mang mà. Cửa nó dài, con này cũng già rồi đấy. Con lấy số đâu. Ôi. Nhà nó hai mấy bao ấy. Nhà nó hai mấy bao ấy. Chưa gặp con nào múa đâu. Chưa gặp con nào múa nhỉ. Có vẻ hôm nay thời tiết nó không được ấm áp lắm. Cho nên là hắn chưa múa. Quay già chỉ bảy màu. Đây là chỉ bảy màu đỏ này. Trứng à? Trứng khối này. Ôi trứng kìa. Có cả trứng kìa. Ôi trứng này em không nhặt à? Nhặt thì không để nó lăn nóc vỡ. Rồi, quả trứng đấy là quả trứng giả thôi. Chiều thì nó mới đẻ anh ạ. À trứng giả? Vâng, để nó lộn trứng với nhau, nó không mổ trứng nhau ấy, nó ăn ấy. À rồi anh hiểu rồi, trứng giả này nó bằng cái gì đấy em? À, bằng nhựa anh ạ. À thế à? À thảo lào. Chiều nào em lại canh trứng nó đẻ. Ừ đúng rồi nhỉ, trứng của nó quý lắm chứ. Mình nuôi để lấy trứng còn sinh sản là quý lắm. Còn ở phía bên này. Ở đây có đôi chỉ nào mà thoai thoai không hả em? Không anh ạ, có bao nhiêu thì bán bấy nhiêu rồi. Nó tùy từng đôi từ 6 triệu đến 13 triệu cũng có, tùy từng loại. Tùy từng loại à? Ví dụ như là chỉ 7 màu xanh thì cái đôi mà sinh sản rồi thì khoảng bao tiền một đôi em? Ví dụ như là đôi này đi. Như đôi này thì nó vẫn một tơ, như này nó phải rơi vào tầm 10 đến 11 triệu. Của một đôi này, vâng. Cả trống lẫn mái. Vâng, 7 màu xanh là nó giá trị cao nhất bởi vì cái đuôi của nó nhìn nó dài hơn tất cả các loại 7 màu đỏ với vàng. Ờ. Với lại lông của nó nhìn nó đẹp hơn. Ờ. Thế còn nếu mà với cái tầm tuổi như thế này thì chỉ 7 màu đỏ thì bao tiền một đôi em? Một đôi tầm này thì 7 màu đỏ nó tầm 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu đến tầm 5 triệu đến 5 triệu rưỡi tùy người bán, nói chung là không anh đang hỏi nhà mình mà đây này. Thì như em nếu mà tầm này là 5 triệu. Đấy. 7 màu đỏ. 7 màu đỏ nó rẻ hơn nhiều. Ừ. Một đôi so với 7 màu xanh. Chắc chứ. Nó rẻ nhiều lắm, nó rẻ phải tầm 20 quả trứng ấy. Của đẻ hết. Của một lứa. Và một năm thì nó đẻ khoảng mấy lứa thì là nó hết đấy. Một lứa ấy. À một năm chỉ một lứa. Như của chim ấy. À ờ rồi. Nào thì chim này nó đẻ như vậy. Chứ không phải là như gà đúng không? Vâng. Ừ anh hiểu rồi. Đây em để đây rất nhiều những cái quả trứng giả này. Đây là chỉ 7 màu vàng đúng không? Đúng rồi. Con đấy thì nó đang ra lông. Nó hơi xấu một tí. Ờ nó thay lông, chim thay lông thì con gì chả thế. Kia những cái quả trứng giả này. Đấy. Wow. Khá nhiều chỉ luôn. Nhớ phải đóng cửa vào không lại sổng mất tích. Đi đến đâu mở cửa đến đâu là phải đóng đến đấy. Tất cả những cái khu vực này của nhà em ấy là đa số là đều chỉ các bạn ạ. Có gồm có chỉ 7 màu xanh, 7 màu đỏ, 7 màu vàng. Không biết là mình có nói nhầm không nhưng mà chắc là có 7 màu đỏ, 7 màu vàng hay sao ấy. Mình nhìn thì có con màu đỏ, có con màu vàng. Có cả em. Ờ. Tiếc quá nhỉ. Anh muốn xem vịt uyên ương xem nó phát triển như thế nào rồi xong cái đó là em chia sẻ kinh nghiệm mà nuôi uyên ương sinh sản ấy. Ở trên mình cũng khó nuôi sinh sản phết đấy. À. Cái này định nuôi vịt này, cái chuồng này này. Đây là cái chuồng mà em định nuôi vịt đấy á. Ừ. Đây, bây giờ thì mời các bạn ghé thăm cái đôi công của mình một chút. Xong cái đó là mình nói chuyện với em rồi để thanh toán tiền. À, vào được em nhỉ? Vâng, vâng. Đây, chính là cái đôi công này. Đấy. Đây là cái con trống, cái con trống ngũ sắc, còn con mái trắng. À. Thế này nuôi một trống có được không? Hay một trống, hai mái hoặc một trống, ba mái. Không, ví dụ như nuôi chơi không cần sinh sản. Được chứ. À thế. Nhưng nuôi sinh sản còn hơn đúng không? Nhỉ. Yeah. Đúng rồi, nuôi sinh sản mình vừa có chim con mình chơi, mình vừa bán được tiền, mình
đỡ chết cá thì bá còn hơn chứ. Đúng rồi. Các bạn còn ấp. Đằng nào vẫn mất công nuôi thì nếu sinh sản được là cái tốt nhất. Để cái chim này mình nuôi nó không mất giá đâu. Ví dụ như là mình có mua tầm này rồi sau này mình bán nó to lên nó già thì bán vẫn gấp đôi tiền cơ mà. Ừ, nhưng mà quan trọng là cái quan trọng là nó có khó nuôi lắm không ấy. Đấy. Như cái con vừa rồi đấy. Như cái con vừa rồi đấy, em bảo bắt về là khỏe thế mà sau hôm nay em lại bảo là ốm rồi đấy. Căn bản là thú thật nhé. Anh là người ta mang đi rồi. Người ta mang đi rồi à? Tức là người ta lại bắt trước của anh à? Qua nó lên nó đánh ô tô lên nó đánh bắt của em mười mấy con đi, em không cấm được nó bắt. Thì anh đã bảo là đặt trước của em từ lâu rồi lại còn anh cũng nghi anh bảo rồi lại còn. Chứ không phải là nó bị bệnh đâu. Thế anh, em nói thẳng thế. Thế mà đã hứa bán với anh rồi mà lại còn bán cho người khác. Qua đây đây nó lên đây nó nó bắt gần chục con của em đi. Thế anh đặt thế tiền là... rồi có phải không đâu. Không, nhưng mà em bảo với anh là hay là để 1 2 ngày nữa thì em bắt nó về cho nó đủ. 1 2 ngày nữa bắt về cho đủ. Nhưng mà anh lại lên rồi thì thôi, thì nếu mà con kia anh có bắt thì em lại gửi xuống, nó cũng đẹp hơn con này nhiều. Đây hôm qua người ta lên người ta bắt đây. Người ta bắt cá đây. Anh thì anh cũng gọi xe rồi mà xe đường dài ấy, anh cũng không muốn thất hứa. Cái tính của anh thế, một khi đã hứa thì ít khi à. Thì nếu mà anh muốn lấy một con thì em lấy cho anh một con nữa đẹp hơn này nữa. Thế nhưng mà lại phải đợi đúng không? Thì anh cứ ở nhà thì em tiếp xuống mình cứ mai ngày kia là có chim thôi mà, có công trắng à. Ừ. Bây giờ là mời các bạn vào trong khu vực này. Em bảo là vào đây em cho xem công con với lại công đang ấp trứng. Cứ điện suốt thế này. Vâng, nên là mất điện. Ai? Mất điện làm sao được? Mình đi tắm điện đi. Không đang nói là mất điện thì có bình ắc quy to à thì đúng, có bình ắc quy để kích điện lên. Bình ắc 220V ấy. À, ý là phải đầu tư cả cái đấy luôn. Trong thì đầu mùa nên là mỗi nhà là có một bé này thôi. À đây à? Đây. Anh mang sáng sáng một tí nhỉ. Ồ nhìn nó như con gà ấy nhỉ. Ồ nhưng mà đầu nó khác hơn ấy. Đầu nó khác hơn. Nó chuẩn bị là nó lên màu rồi đấy. Đây các bạn nhìn này. Đây là một chú công con này, cho thấp xuống lại rơi cái này bép cái. Đây. Nó có chạy được không em ơi? Anh cứ thả ra nhá. Đây. Ui. Cái cổ nó khác hẳn hoàn toàn. Nhưng mà nhìn cái đầu nó vẫn ngáo ngơ, nó vẫn khôn hơn là cái con gà đúng không? Cái chân của nó bị chân kiểu chân cua. Nó bị cua ấy. À đây là mình ấp là không đảo được đều. Không đảo chân đều. Ấp ra ấy thì em cũng không nắn cho nó ấy. Mình nắn mình dán bằng dính là nó cứ thẳng thôi. Không nắn được đâu. Anh cũng đã nuôi gà anh biết rồi. Chân này gọi là bị chân cua. Chân cua. Nhưng mà gà chân cua mà nó đều là đẹp đấy. Con nào làm thế này em ạ? Không, con này. Chích. Ê, nhưng mà nó nhát nó không như gà các bạn ạ. Nó vẫn kiểu dòng hoang dã ấy. Ôi, bay mất thật đấy. Ồ, nó bé thế nó bay được kìa nhỉ. Đẹp nhỉ. À, công mới nở này thì em cho nó ăn gì? Cho ăn cám gà con anh, với lại rau xà lách thái nhỏ ấy. Ừ. Để nhỏ này, vứt cho ăn. Rồi, thế con chí bảy màu mà mới nở thì... Đúng vậy. Có cần phải cho dế sâu gì không? Không anh ạ, chỉ ăn đồ khô thôi, cám gà thôi, đa số là cám gà con. À thế á? Ờ. Thế mà anh cứ nghĩ là phải nhất thiết phải có sâu dế mới nuôi được chim non mới nở. Nhà chú cũng đang nuôi hai con chim chí bảy màu, nhưng mà màu đỏ ấy. Hai con trống hả chú? Hai con trống. Mùa hè ở đây có nắng nó có chiếu trực tiếp không em? Có. Thế mà mái thấp này thì nó nóng thì em giải quyết chống nóng kiểu gì? Kệ rồi anh, nó có cây, quanh cây. Ừ. Chim màu xanh này. Ba con mái một trứng. Tiên là những quả trứng giả đâu, tiên mình cứ tưởng trứng thật. Đấy, tưởng cho ăn nó chạy ra đấy. À, dừa non này mình hút nước là cứ vứt vào đây là nó ăn cái cùi. Vâng ạ. À rồi, thảo nào nhà anh hơi phí. Nếu mà nuôi chị công nó có ăn cái đấy không em? Công ăn cả. Ăn cả cái đấy à? Ừ, thế thì tốt quá. À, xem nào. Thích nhỉ, rộng rãi nhỉ. Ui. Vườn cây, ao cá, nuôi chim. Ái dạ. Tầm giờ là tầm hơn 8 giờ sáng mà trên đỉnh núi, tầm 9 giờ sáng rồi. Mà trên đỉnh núi vẫn còn rất nhiều mây kìa các bạn.
ở quê mình cũng thuộc hạng là không khí khá là trong lành, thế nhưng mà lên trên này thì không thể bằng ở trên này được. Ở xa xa cái trên đỉnh đồi có ông chú đang đốt củi với lại làm gì. Từ đây nhìn lên trông rất nhiều. Đấy. Nó cũng nành nhỉ. À, bây giờ để em bắt công ra cho mình rồi đóng thùng. Cái tiếng kêu của công nó thế hay là nó... Nó cứ kêu đấy, nó còn thế? Nó kêu đi cơ. Anh thấy nghe tiếng... Nếu như gà như thế này là nó hơi bị khọc khọc. Cái phân này có phải là ấy không em? Cái này là do là kiểu như là nó hoảng, nó sợ ấy. Chứ bình thường là nó sẽ bình thường, phân nó sẽ bình thường. Ừ. Nhưng chắc chắn là đôi này là khỏe nè. Anh yên tâm rồi, em cứ bảo khỏe nào được rồi. Đấy. À, một con ngũ sắc này. Còn con này là con mái trắng này. Ôi. Con chim trắng này. Rồi anh nhìn rồi. Đẹp quá nhỉ. Tiếc nhỉ, nhà mình không có cái con trống ngũ sắc nào già nhỉ. Anh thử xem phát. Ngũ sắc già đuôi nhìn nó có phê hơn là của bọn thì nó lấn cả trắng cả xanh anh. Ừ. Nó cũng đẹp chứ. Đẹp chứ hả? Cháu cái công thì loại nào là đẹp nhất? Màu đẹp nhất? Trắng với ngũ sắc thì theo cháu là đẹp nhất. Là chính là loại này đây này. Chú này. Đây à, ngũ sắc đây à? Vâng, ngũ sắc là con này này. Ừ, nó đẹp. Trống này gì? Vâng. Con này là đẹp nhất đây à? Con này. Ừ. Ví dụ như con chú muốn bảo cháu bắt cho một đôi thì ví dụ như là loại con khôn tiền có chú chỉ bắt tiền, để chơi thôi. Loại bé tầm bằng này ấy, thì nó chỉ rơi vào 4 triệu dưới một đôi thôi. Cái trắng ngũ sắc này. Trắng sáng, còn nếu mà khuôn khuôn to to thì nó phải tầm này, hoặc là bắt hẳn một đôi trắng như anh Quế anh bắt này thì là nó to. Chứ bây giờ nếu mà khuôn khuôn tầm 3-4 tháng là bây giờ tầm này là không có chim đấy, tại vì nó đẻ nó theo vụ ấy. Ừ. Mình phải đợi. Đợi. Đây là cái khách, giấy. Vâng, khách này là mường Kè Lai Châu này. À, còn giấy của anh đâu? Giấy của anh đây ạ. Đây cái giấy này về là anh cứ lên trên kiểm lâm của anh đăng ký được. Vâng, đúng không? Anh đăng ký được. Rồi, đây là cái giấy giấy này gọi là giấy bảng kê lâm sản. Còn cái gì nữa nhỉ? Còn cái giấy gọi là giấy cơ sở nuôi trồng. Còn cái giấy gì gọi là giấy gì nhỉ? Phải hình như phải có cái giấy đấy thì anh mới đi đăng ký được hay sao chứ? Anh cứ cầm cái này lên là đăng ký được anh ạ. À thế à? Vâng, đây là giấy mua bán thôi. Kê như này thôi. Rồi. Bảng kiểm kê lâm sản. Bảng kê lâm sản. Anh cứ mang lên kiểm lâm huyện ở chỗ anh ấy. Rồi anh biết rồi. Là anh làm. Anh đã từng lên trên đó rồi. Đây cái giấy này thì để mình cất vào trong ô tô trước này. Xong cái đó là ra thanh toán tiền với lại cậu ấy. Đấy. Còn đây là men tiêu hóa với điện giải, pha một ít về anh cho nó uống này. Còn đây là thuốc tẩy giun này. Tẩy giun này là em cũng chưa tẩy giun đâu. Đến kỳ rồi đấy. Nói chung là về là anh tẩy giun đi. Ừ. Tẩy giun sáng là anh cho trộn với lại rau, đợi nó ăn, anh trộn với giá đố cũng được. Đợi nó về nó chăn, nó ăn quen cám tầm 2-3 ngày không? Anh thấy nó ăn rồi, anh cho trộn lại tẩy. Rồi. Cho một nửa thuốc thôi nhé. Một nửa thuốc, cho ăn cả ngày. Cho ăn tầm, ăn xong cái thì bỏ vứt đi thôi, không cho ăn nhiều. Còn cái này điện giải. Cứ về mình cứ pha nước cho nó uống. Rồi. Hai cái lẫn lộn vào nhau mình pha cho nó uống, cho nó... bù nước cho nó tốt cho hệ tiêu hóa. Rồi ok. Đi đường ấy, sợ nó. Rồi anh cảm ơn. Để lốt vào đây. Rồi bây giờ để mình thanh toán tiền với em xong cái đó là mình cũng nên đường về nhé, bởi vì là còn phải ghép video vào buổi tối nữa. À, em ơi ra đây anh mình thanh toán với nhỉ? Không được. Nghiêng đi vừa mà. Cái đè vào cái giấy cho nó trông là đỡ. Rồi thoải mái rồi. Đúng, đúng rồi, cũng phải đè vào giấy như thế cho khỏi nó phân ra. Vệ sinh nha. Rồi, bắt tay em nhé, cảm ơn nhé. Anh đưa đường về đây. Rồi, chào hai vợ chồng trẻ nhá. Hôm nào rồi anh lên em chơi nhá. Rồi ok. Chim bồ chim quan ấy đẻ nhiều lắm. Nó thế có thời gian thì lại lên em chơi. Nếu mà lên trên này mà chim con mà
Tầm tháng mấy này nó nhiều chim con nở em nhỉ? À, tầm tháng 6 anh ạ. Tháng 6, tầm đấy nuôi chim con cũng dễ. Vâng. Tầm đấy nếu mà lên mà hợp lý thì anh bắt lấy một vài đôi về nuôi cho vui. Vâng, vâng anh. Yeah. Rồi, ok. Ờ, rồi chào em. Giấy tờ xem có đúng tên không, lại nhầm tên thì xong mất thời gian lắm. Cảm ơn chó con này. À, Nguyễn Thị Lan Anh, cơ sở này là cơ sở Nguyễn Thị Lan Anh. Bán cho anh nha. Chú đợi cho một tí. À đây, đây, đúng. Đúng. Anh về nhé. Rồi. Tám giờ 46 phút. Thế là cũng đúng theo cái dự kiến của mình các bạn ạ. Thế nhưng mà dự kiến của mình là 9 giờ kém là lên đến nơi, tầm nó khoảng 10 giờ về. Thế nhưng mà bây giờ là tầm độ khoảng 9 giờ đã về rồi. Thì hy vọng là sẽ về được nhà sớm để cho mấy bé cốc của mình khỏe mạnh. Tiếp tục hành trình về Bắc Giang Hiệp Hòa mình nhé các bạn nhé. Dù phong cảnh ở nơi đâu có đẹp đến chừng nào thế nhưng mà cứ mỗi một lần đi xa về đến quê nhà, về đến cái gốc cây xà cừ ở đầu làng mình các bạn ạ, cảm giác nó lại rất chi là lâng lâng và khó tả. Sau gần 3 giờ đồng hồ mình di chuyển từ trên chỗ chạy bán công về thì bây giờ là mình đã gần về đến nhà rồi. À, đây là cái trên đường D này, một đoạn nữa thôi là sẽ đến cái đoạn rẽ xuống nhà mình rồi. Đây chính là cái con dốc quen thuộc này. Đấy, hy vọng là hai bé công của mình sẽ vẫn khỏe mạnh. Bác có khỏe không? Bác yếu lắm. Yếu lắm. Bác ở trên em ăn cơm hay là về? Anh về. Anh về không kiểm tra mấy con của anh ấy. Ờ, cũng được. Sao chú và cháu nước nôi đàng hoàng ăn chưa nhỉ? Vâng. Đây rồi. Bố mình đang cắt tỉa cây hoa giấy. Ôi giời. Bố. Đây đây. Bác cầm hộ em cái à, mà thôi để em để đấy trước. Có ngon này không chú? Có mỏi không? Chú hỏi có mỏi không? Mỏi không em ơi? Mỏi. Mỏi không? Mỏi. Bác hộ em một tay phát. Con này phải nghiêng nghiêng đúng không nhỉ? Lúc cho vào nghiêng thì giờ cũng phải nghiêng. Chú nhắc cháu qua cho cháu. Đấy. Chú vào dòng nước đã nhá. À, vẫn còn con gà bác Long nữa. Bác Long bác cái tiện là mua thêm một con gà. Đây, bác cho xuống dưới kia luôn. Dưới kia luôn này. Đi. Mến ơi, khiêng hộ gà mến ơi. Đây, khiêng. Hình như cả nhà hắn đang rất hy vọng về công gì phải. Hy vọng như ngóng thử hôm qua hôm nay. Nào, cú nim, bác Long đấy, im mồm. Nào, cho luôn vào trong chuồng đi để anh thả luôn ra cho nó rộng chân rộng cả. Chuồng bên nào? Đây bên kia. Đây. Thế này là cũng đây con sông này cũng một đực một cái mà. Ừ. Thế như này cũng một đực một cái thả nhỉ. Rồi để mình sẽ lấy dây mình lấy dao mến vào lấy dao này để anh cắt nó ra. Anh lên uống nước nhá. Ừ, lên uống nước đi, đợi em tí. Đấy. Được nhìn thấy công trắng bao giờ chưa? Hôm nay được nhìn thấy đấy. Em đâu? Thế. Không có em, cho em xem. Đây, giờ nó đang làm gì cả? Cái em với cái chị đâu, gọi hết rồi. Quỳnh ơi, Mai ơi. Quỳnh ơi. Thôi cắt ra đi ăn, chốc xem sau, thả ra xem đẹp hơn. Đấy, rồi nhấc hẳn cái lồng ra. Nó cũng nanh mà. Đấy. Đấy, đây là cái con mái này các bạn này. Cái con mái này lúc nãy bắt mãi mới được nó này. Ui, còn con trống. Úp hẳn xuống, không cần gì đâu. Đấy. Ôi giời, may quá hai em nó vẫn mạnh khỏe các bạn ạ.
Ui, cái con ngũ sắc này nhìn đẹp chứ này. À, một màu này, hai màu này, ba màu này. Ờ, mình nhìn thấy ba màu sao người ta gọi là ngũ sắc nhỉ? Màu đen nữa là bốn đúng không? Đây. Ôi, nó cũng lanh mà. Nó lanh như một cái con gà luôn này. Wow. Bố ơi, con này... Nó đang mỏi. Bố ơi, bố con này bị lông cổ. Ờ, không còn gì đâu, kệ nó con. Sao đấy? Sao đấy? Hả? Im. Ồ. Đi. Ủa. Sao đấy em? Sao đấy? Đi. Chạy đi. Chạy. Ôi. Đẹp, phải nói là đẹp thực sự luôn các bạn ạ. Đẹp tuyệt vời luôn. Để bây giờ mình chuẩn bị thức ăn nước uống cho nó nhé các bạn nhé. Đôi ta hẹn ước từ hư vô để gặp nhau chỉ khi vừa giờ anh và em bước chung đoạn đường đời mình yêu nhau có trời đất biết ngô lại. Đây là cái thức ăn mà mình chuẩn bị cho hai bé Công các bạn ạ. Có khả năng nào bây giờ tạm thời mình cho nó ăn cám và cái ngô đã ăn chuối thì mình chưa có. Còn thì cái rau ấy, tẹo nữa mình sẽ ra ngoài vườn mình hái cho nó thêm. Đây, bây giờ nó mới về với gia đình mình, chắc nó còn mỏi, nó chưa ăn đâu. Thế nhưng mà mình vẫn cứ chuẩn bị cho nó khá nhiều đồ ăn, kệ nó. Đấy, nếu nó không ăn hết thì sau mình lại mang ra cho gà mà. Gà nhà mình nó cũng nhiều lắm. Rồi, ôi kể ra nó cũng khá lành ý nhỉ. Không nên nói là quá rát đâu. Có con mái kia kìa, là nó rát hơn tí nhưng con trống lành lắm. Sáo. Đi đâu cũng chạy theo. À, may quá các bạn ạ, mình vừa về đến nhà thì trời lại có vẻ là muốn đổ cơn mưa ấy. Các bạn nhìn kìa, bầu trời nó cứ cả một cái màu đen, nó đen nghịt luôn. Kiểu như là cơn mưa nó sắp bao phủ xuống cái khu vực đồng quê của nhà mình rồi. Bây giờ mình phải nhanh chóng, sau cái đó là đi hái lên một ít rau về cho nó ăn, để cho nó đỡ mệt, rồi sau cái đó là mình để cho nó nghỉ ngơi. Bà Đài hay ai đấy ạ? À, bác Hưng Khúc à? Vâng, bác Thăm Núa ạ. Dạ vâng. Đây là cái rau mà mình sẽ hái cho con đà điểu. Rau nhà trồng ra không phun một chút thuốc nào luôn. Đấy, chắc là nó cũng không ăn ngay đâu, nhưng mà mình cứ vứt vào đây. Bởi vì bây giờ là cũng vào buổi chiều rồi, trời sắp mưa. Nếu mà trời mưa là mình phải đóng cái cửa chuồng lại, là mình sẽ không thăm đến nó nữa. Thì nếu mình không chuẩn bị cho nó cái thức ăn ấy, là nó sẽ bị đói. Đấy, mà có hạt mưa rồi đây này. Có đôi hạt mưa rồi đấy. Thế này thôi là ổn rồi. Sáo ơi, thằng Sáo nó vừa ở trên vai mình, nó nhảy đi đâu rồi nhỉ? Sáo ơi, Sáo đâu rồi? Không gọi nó về. À đây. Đấy. Nó đứng trên đỉnh đầu đây này. Đỉnh đầu rồi. Không biết ở đâu. Gọi cái là bay ra luôn. Đấy. Không còn thời gian để mà đi vòng nữa. Nhảy tắt luôn. Đấy. Đây, mình sẽ vứt ở đây. Kệ nó. Đấy. À, bây giờ mình sẽ tranh thủ là che chắn lại toàn bộ cái cửa chuồng avi của mình nhá. Bởi vì mưa nó sẽ hắt đấy. Còn cái chuồng chó thì tạm thời hôm nay mình chưa nhấc ra. Nếu như từ giờ đến tối hẳn mà nó không mưa ấy, mình nhấc con chó ra kịp thì mình sẽ nhấc ra sau. Còn thì cứ tạm thời để nó ở đây đã. Đấy. Kéo cái bàn này vào này. Đóng cái cửa chuồng vào đã. Rồi xong cái đó là mình nên mình còn ghép video gửi tới các bạn nữa, không thì trời nó mưa mất rồi. Con Sáo nó chạy theo đấy. Đây. Che hết là xuống không nào.